Anh ơi, hồi sáng em thấy khách phân vân, vừa muốn mua bánh ngọt truyền thống mà vừa muốn mua bánh mặn. Nhưng mà phải mua tới 2 cây, nên người ta vừa ngán tiền mà vừa ăn không hết nữa. Bánh bía hồi nào giờ một cây chỉ có một loại nhân à, cho nên khách đâu có sự lựa chọn đâu. Tính ra cũng khó thiệt ha. Không lẽ bây giờ mình xé lẻ ra bán từng cái thì cũng không có được. Hay là mình ra mẫu bánh mới đi anh, bánh song sinh. Bánh song sinh? Em thấy hiện tại mình bán chạy nhất là bánh truyền thống và bánh thịt lạp. Bây giờ mình thiết kế mẫu hộp mới, đựng hai loại bánh này thôi. Mỗi cái mình nặng gấp đôi cái bình thường, tính ra hai cái cũng bằng trọng lượng một cây. Anh thấy như sao? Được á, công nhận ý kiến của em hay à. Chừng nào anh đi thành phố vậy? Anh sẽ thiết kế mẫu mã bao bì cho loại bánh này. À, một cái nhân ngọt, một cái nhân mặn, vừa không ngán, rồi vừa đáp ứng được sở thích của từng người trong gia đình nữa, đúng không? Ừ, đúng rồi anh. Em, sao em nghĩ ra được cái sáng kiến này hay dữ vậy? Tại vì em cũng có một đứa em song sinh mà. Hai đứa giống hệt nhau, nhưng mà khác tính cách lắm. Giống như hai cái bánh mía ngọt mặn vậy đó. Em thì thích ăn ngọt, còn nó thì không có thích. Ủa, em có em song sinh hả? Dạ, hồi lúc em còn nhỏ xíu à, chưa được nhận nuôi á. Vậy thì bây giờ em của em đang ở đâu? Em cũng không biết nữa. À, thôi đúng rồi. Cái hồi mà em bị ông Hùng bắt đi á, anh có lên thành phố tìm em. Anh có gặp một cô gái giống y chang như em vậy đó. Anh nghĩ chắc người đó là em song sinh của em đó. Bây giờ em có muốn tìm lại người đó không? Mình lên thành phố mình hỏi thăm. Dạ, thôi, để sau này tính đi ha. Anh cũng mệt rồi, anh đi ngủ sớm đi. Nhớ nha, còn mà trong người cứ kêu anh á.